nhọc nhằn kiếm suất thi IELTS. Nhận tin IELTS sẽ tổ chức trở lại sau hơn một tuần tạm hoãn, các thí sinh từng bị hủy thi phải nhọc nhằn kiếm suất, thậm chí rời lịch sang năm sau vì thực trạng ít điểm thi, đông người chọn. Không rõ ngày thi, sáng ngày 19 tháng 11, các thí sinh bị hủy ngày thi IELTS tại Hội đồng Anh trong 10 ngày qua đã nhận email thông báo kỳ thi sẽ được tổ chức trở lại. Trong thông báo, Hội đồng Anh cho biết hiện số lượng chỗ cho kỳ thi IELTS trên giấy của chúng tôi rất hạn chế. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để giúp các thí sinh có thể chuyển đổi sang kỳ thi IELTS trên máy tính sớm nhất. Với các thí sinh vẫn mong muốn được tham gia kỳ thi IELTS trên giấy, Hội đồng Anh sẽ cố gắng để đáp ứng nguyện vọng của các bạn. Tuy nhiên, vì số lượng chỗ cho kỳ thi IELTS trên giấy hạn chế, chúng tôi ghi nhận đăng ký của các bạn tại đường dẫn này và sẽ liên hệ lại khi có thông tin chi tiết, Hội đồng Anh thông tin. Bị hủy thi vào ngày 15 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, LN, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dù ở hình thức thi trên máy tính hay giấy, thí sinh đều không được quyết định cụ thể ngày thi như lúc đầu, mà chỉ có thể chọn các khoảng thời gian cố định do Hội đồng Anh đưa ra trong mẫu đơn đăng ký trực tuyến. Chẳng hạn, ở kỳ thi IELTS trên máy tính, mốc thời gian đăng ký là khoảng từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 11, còn với thi giấy là từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 12. Mẫu đơn đăng ký trực tuyến chỉ đưa ra khoảng thời gian như vậy, chứ không hiển thị ngày thi cụ thể để thí sinh chọn, nên tôi lo là đơn vị tổ chức sẽ xếp ngẫu nhiên. Mọi việc đang khá nhọc nhằn. N nói, đồng thời cho biết vẫn chưa được gọi xác nhận ngày thi cụ thể sau khi đăng ký. Tương tự, Lê Phương Thảo, lớp 12 chuyên Pháp, trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, bị hủy thi vào hôm 10 tháng 11 tại Hà Nội, nhưng đến nay vẫn chưa có được ngày thi mới và mẫu đăng ký trực tuyến không đưa ra ngày giờ cụ thể. Điều này khiến Thảo lo lắng vì phải di chuyển hơn 100 km từ Phú Thọ ra Hà Nội để dự thi. Em sẽ cố gắng thi trong tháng 12, nếu hết suất thi giấy thì em sẽ chuyển qua thi trên máy tính. Em muốn lấy chứng chỉ sớm nhất có thể để tiếp tục tập trung học các môn văn hóa ở trường, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thảo chia sẻ. Dù cũng bị hủy thi vào ngày 13 tháng 11 tại Hà Nội, nhưng may mắn hơn N, Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh viên chuyên ngành báo chí truyền hình chất lượng cao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội, đã được phía IDP sắp xếp thi mới từ trưa ngày 18 tháng 11 qua email. Vì bận việc nên tôi đã đề xuất đổi ngày khác và IDP đã chấp thuận, cô cho hay. Chưa nhận tin mới. Trong khi đó, IDP thông báo sẽ tổ chức IELTS trở lại tại 4 trung tâm thi ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 18 tháng 11 sau khi hoàn tất hồ sơ và được Bộ Giáo dục Đào tạo cấp phép. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, đến cuối tuần qua vẫn còn thí sinh bị hủy thi, chưa nhận được thông tin gì liên quan từ IDP. Chẳng hạn như DGPN, học sinh trường Trung học Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM cho hay, từng đăng ký thi vào ngày 13 tháng 11 nhưng đã bị hủy. Đến ngày 19 tháng 11, nữ sinh này vẫn chưa nhận được thông tin về ngày thi mới, trong khi đang cần có kết quả IELTS để xét học bạ và nộp vào đại học trong và ngoài nước. Em nghe nói là do quá tải nên IDP chưa thể liên lạc tất cả thí sinh bị hủy thi trước đó. Nếu có suất, em dự kiến thi vào ngày 3 tháng 12, còn không thì sẽ lùi đến năm sau, N nói. Ông Nguyễn Thanh Sang, Tổng Giám đốc của IDP Education Việt Nam cho biết, vì một số lượng lớn thí sinh đã bị ảnh hưởng từ việc hoãn thi IELTS trước đó nên sẽ cần thêm thời gian để có đủ chỗ dành cho tất cả thí sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức chặt chẽ với Bộ Giáo dục Đào tạo để đưa kỳ thi IELTS trở lại các thành phố khác tại Việt Nam, ông Sang khẳng định. Thí sinh cần làm gì? Là đối tác của IDP, bà Nguyễn Thị Minh Thi, Giám đốc Trung tâm ACE IELTS khẳng định các địa điểm thi mở lại khá ít và đa số nằm ở thành phố lớn nên thí sinh ở tỉnh cần kiểm tra lại với Hội đồng Anh hoặc IDP để biết chắc địa phương mình có tổ chức thi hay không. Nếu không có điểm thi ở tỉnh mình, đơn vị khảo thí sẽ giới thiệu thí sinh sang tỉnh gần nhất có tổ chức, bà Thi thông tin. Theo bà Thi, tình trạng nhiều thí sinh bị hủy thi trước đó vẫn chưa có thông tin cụ thể về ngày thi mới sẽ ảnh hưởng tới các bạn cần nộp bằng gấp. Tuy nhiên, trước tình hình như vậy, chúng ta cần chờ thông báo tiếp theo. Có thể do lượng thí sinh dồn lại trong nhiều ngày khiến các đơn vị đồng tổ chức chưa thể sắp xếp kịp lịch, bà Thi lý giải.